xù ở đây rước anh đi em. Dạ, chờ em chút nha, em bay xù qua rước anh liền á. Chỗ cũ nghe. Ủa, mà chỗ cũ là chỗ nào? Cái chỗ mà hồi đó anh để bằng cho em ăn hoài, không nhớ à? À, cái chỗ mà đó anh bị con kiến nó cắn cái con à. Nó cắn con mắt anh sưng 3-4 ngày luôn, không nhớ sao trời. Nhanh đi, nhanh đi. Dạ. Em ơi em anh về rồi, năm tháng ở thành đô trong lòng anh vẫn nhớ. Ủa mà nhớ ai vậy? Nhớ cô Út đưa đò có mái tóc dài ôm bờ vai, để lòng anh xa xứ vẫn dương hoài hình bóng ấy không nhạt phai. Phải không đó? Sao không phải? Ai mà tin được miệng lưỡi đàn ông của anh chứ. Ủa sao vậy? À, mà lần này anh về á, rồi chừng nào anh đi nữa dạ? Anh có chuyện đột xuất rồi, cho nên chắc có lẽ là sáng mai anh đi sớm rồi. Cái gì? Mai đi vậy đó hả? Ừ. Bởi vậy em nghi đâu là có đó mà. Ủa mà em nghi cái gì? Mà có cái gì? Anh thề á, là anh yêu chỉ một mình em thôi, biết chưa? Em không có tin đâu á. Chắc là có cô Hồng của Cúc não trởn rồi chứ gì. Đâu có ai đâu. Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô Hồng cô Cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người. Ủa, người nào vậy? Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng, lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Vậy thì được, nhưng mà nè, giờ nói chuyện thề thốt quá trời luôn mà không biết có tin người ta chưa? Chưa. Ủa sao chưa? Làm sao mà tin cho được? Ủa sao vậy? Biết đâu, ngoài miệng thì nói thương em, nhưng trong lòng á thì nghĩ tới một người con gái khác đẹp hơn, phải không? Trời ơi, em nói vậy là em nói quan cho anh rồi. Anh nói thiệt nghe, trong lòng anh á lúc nào cũng thương nhớ em thôi. Dù xa xôi cỡ nào anh cũng nhớ em. Anh thề, anh mà có thay lòng đổi dạ hả, cho máy bay nó cắn gãy giò anh luôn đi. Anh thề đọc quá ha. Sao không đọc? Anh thề là anh chỉ yêu một mình Cúc đưa đồ của anh thôi hà. Em không có tin đâu á. Chắc là có cô Hồng của Cúc não trởn thiệt rồi. Đâu có ai đâu. Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô Hồng cô cũng nào đâu, trong lòng anh thương có một người. Người nào? Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng, lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Vậy thì được, nhưng mà nè, lòng ta vẫn không đôi dời, hẹn mùa xuân tới ta sum vầy. Anh hứa rồi là
là anh phải nhớ đó nha. Anh biết rồi, tuân lệnh bà xã tương lai. Hồn gái nha.